Chào tất cả anh em, lại quay trở lại với video tiếp theo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em hai cái nội dung. Thì nội dung thứ nhất là có một số anh em kêu là tại sao uh, bây giờ một số nơi, một số người ở Việt Nam đã được uh, giảm điều kiện bật kiếm tiền, nhưng mà tại sao có một số người lại không được giảm và nó nó hoạt động như thế nào? Đó là cái nội dung thứ nhất. Cái nội dung thứ hai là mình chia sẻ cho anh em cách để anh em biết chia sẻ cho anh em biết được cách mà hoạt động của truyện tranh hoạt động của truyện tranh nó như thế nào thì mình sẽ chia sẻ từ từ ở cuối video này thì đầu tiên đấy thì đây là một kênh của mình thì anh em nhìn vào nó chỉ có 13 người đăng ký thôi và nó có 14 giờ xem công khai đúng không <laughs> nó có 14 giờ xem công khai thì trước tiên ấy thì một số anh em vào mà mở ra là có hiện hình này là nó sẽ được vì sao thứ nhất đấy anh em muốn muốn được nó cập nhật cho cái kênh của anh em thì anh em phải chuyển vào tab cài đặt và chọn về mục kênh và chọn quốc gia cư trú là hoa kỳ anh em nhé chọn quốc gia cư trú là hoa kỳ sau đó lưu lại thì một vài ngày sau nó sẽ cập nhật cho anh em cập nhật cho anh em cái mới đó là nó sẽ loát cái kênh của anh em về cái vị trí hoa kỳ thì tất nhiên là ở vị trí hoa kỳ thì kênh của anh em sẽ đủ điều kiện để giảm giảm cái gì giảm điều kiện bật kiếm tiền mà để nói mà bật kiếm tiền thì cũng không phải anh em ạ nếu mà nói chính xác hơn là nó sẽ bật một số tính năng cho kênh của anh em như là hội viên và mua sắm thì thì mình nghĩ là nó tiếp cái mục đích ấy, nó làm giảm như này ấy, là để làm gì để làm cho chúng ta có thêm một cái động lực để chúng ta tiếp tục sản xuất video thì YouTube nó thừa biết là mục tiêu là 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem tương đương với 10 triệu view chẳng hạn thì nó có thể là rất là có khó khăn thì anh em có thể nó sẽ tạo điều kiện cho anh em ha nó tạo điều kiện cho anh em mở trước hai tính năng thôi thực tế thì nó cũng không phải là anh kiếm tiền thì mở mở trước tính năng này thì có cái ích gì thì cái ích của nó ấy là mọi người có thể ủng hộ anh em qua tính năng super chat hoặc là tính năng anh em bán hàng bán hàng là anh em có thể bán những cái mặt hàng trên mua sắm bán trên kênh của anh em thì nó là một cái lợi ha nhưng mà theo mình nhìn tổng quát kết luận cho anh em ấy thì thực ra nó giảm như vậy cũng không có ích gì nó cũng không có gì đáng quan trọng anh em ạ không có gì đáng quan trọng nếu mà nhìn nhận ra ấy, thì nếu mà một ngàn người đăng ký mà bốn ngàn người xem thì cũng là ok thôi nhưng mà cái quan trọng nhất của chúng ta vẫn là sản xuất nội dung viral và sản xuất nội dung ai cũng mong cái nội dung của chúng ta ai cũng mong cái nội dung của chúng ta thật là nhiều view và kiếm được thật là nhiều tiền và lan rộng đúng không anh em thì khi mà vấn đề chỉ cần nhiều view thôi là vấn đề sắp hay giờ xem hay là bất cứ một cái gì thì nó đều gọi là bắn như tên lửa anh em ạ à, không phải quan tâm mấy cái đó thì uh, anh em chỉ cần là nếu mà anh em muốn như vậy thì anh em phải chuyển về quốc gia Hoa Kỳ như hồi nãy mình chia sẻ cho anh em ha à. thì thật ra thì nó cũng chỉ như thế thôi tiếp theo là vấn đề chuyện chuyện tranh ha. chuyển qua chuyện tranh đi thì cái cái điều kiện mà giảm điều kiện này thì anh em không cần quá quan tâm anh em cứ không cần quá quan tâm vào làm cái gì thực ra nó không không giúp ích được gì cho lắm với tính năng mà super chat hoặc là mua sắm tính năng mua sắm đặc biệt là không khả dụng cho lắm không khả dụng đối với những anh em việt nam đặc biệt là những anh em mà gọi là mới vào làm thứ hai ấy là gọi là làm youtube để với mục đích bán hàng thì hơi hiếm đúng không anh em bán hàng trên mua sắm này là thì áp dụng trên những cái nền tảng nước ngoài thôi anh em ạ, đó là cái mình nghĩ là nó sẽ hợp với nước ngoài hơn, hợp với nước Hoa Kỳ hoặc là các nước khác, cái tính năng mua sắm này, này anh em này là nằm ở trên Amazon, với lại nằm trên cái gì đâu không như Việt Nam thì cứ lên TikTok Shop hoặc là Shopee các thứ đúng không anh em, thế cho nó nhanh cho nó dễ hiểu anh em ạ. Tiếp theo là về tạm thời bỏ qua các chủ đề này anh em nha. Tiếp theo là về chủ đề chuyện tranh, thì có một số anh em hỏi là làm chuyện tranh, ấy làm chuyện tranh thì cái hướng đi của nó như thế nào và có rất nhiều anh em thắc mắc. thì mình biết cái thắc mắc đó cũng như mình ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào làm những cái chủ đề như thế thì mình sẽ chia sẻ cho anh em ha. thì đối với làm chuyện tranh thì khi mà Chia, chia sẻ ra ấy, thì sẽ có hai 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 à, giới tính làm thứ nhất là anh em con trai thứ hai là chị em phụ nữ thì vì sao cái chị em phụ nữ thường là phát triển hơn cái anh em con trai bởi vì khi mà những cái chuyện trên đó đọc anh em để ý nha đại đa số là chị em phụ nữ đọc chị em phụ nữ đọc truyện thì mình thấy là cái hiệu suất nó cao hơn anh em con trai nhưng mà anh em con trai là mình nghĩ là không tệ khi mà anh em con trai làm chủ yếu những cái cái, cái giọng đọc mà của những cái tập truyện nam ấy, hoặc là những cái cái, 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 cái gì, những cái chuyện mà chủ đề uh, tân hiệp hay là chủ đề uh, con trai anh em ạ đọc cái đó thì mình thấy là có lẽ là sẽ ok hơn là sẽ uh, nâng được cái hiệu suất nó lên và nó cải thiện được cái video của anh em nhé. thì uh, chuyện tranh ấy thì chỉ cần đọc, nó chỉ cần đọc thôi. cái mục đích của nó là chỉ đọc thôi anh em ạ. cái mục đích của nó là chỉ đọc khi mà những bên chị em phụ nữ đọc truyện thì nghe thì nào hai sẽ gọi là hay hơn, có thể gọi một cách khác dễ gần là nuột hơn, nghe nó rất là sướng anh em ạ. thì làm thì ban đầu chúng ta không có gì chúng ta chưa có một cái nền móng gì cả dạng như là 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 cái gì anh em biết đâu như một cái trang giấy trắng vậy đấy thì bắt đầu phải làm từ từ làm từ từ thì sẽ có view có thể là không có view nhưng mà mình chia sẻ thật cho anh em này nếu mà làm chuyện tranh này á. một video đầu tiên hai video đầu tiên có thể không có view nhưng chắc chắn video thứ ba đổ lên phải có view bởi vì cái hiệu cái hiệu suất đăng video chuyện tranh của nó mà khi mà đã đăng lên đó là nó sẽ gọi là tối ưu hóa trên nền tảng YouTube bên YouTube chuyện tranh nên nó sẽ đề xuất qua những cái bảng truyện tranh trên YouTube thì khi mà làm video thứ ba đổ lên á, ít nhất phải có view thì chúng ta mới xác định được là chúng ta làm tiếp làm làm tiếp lúc đó chúng ta sẽ có những cái động lực động cơ khác để làm thì những 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 ai mà như trang giấy trắng vô làm thì sẽ hiểu tổng quát một cách là như thế này là mình chỉ cần thuyết minh một câu chuyện mình đọc ra mình ghi hình lại bằng các phần mềm như phần mềm Camtasia hoặc là bất kể phần mềm nào đó mình đã chia sẻ với anh em rất là nhiều thì làm đọc truyện tranh sau đó anh em mới nâng từ 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 từ, từ lên khi mà anh em có view chỉ cần view trung bình của anh em vài trăm view thôi là anh em đủ vận hành một cái hệ thống rồi. Khi mà view của anh em lên từ 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 thì anh em sẽ có cơ sở vận hành. Lúc đó anh em vận hành những những hệ thống khác nhau như là anh em thiết lập trang web, thiết lập website. Và mình xin chia sẻ luôn cho những anh em hỏi mình là nên tạo website trước hay là tạo YouTube trước, tức là làm chuyện tranh trên website trước hay là làm chuyện tranh lên YouTube trước nó sẽ tốt hơn thì khi mà anh em muốn làm một cái gì đó thì cái điều dễ nhất của anh em là YouTube anh em phải làm YouTube trước thì như mình chia sẻ cho anh em trước Để anh hiểu à mình bữa mình hỗ trợ cho một chị uh, mình đã kể ở đó làm YouTube lên 100 hơn 100 ngàn người đăng ký gần đại là 100 gần 120 ngàn người đăng ký rồi lúc đó cái việc tạo website là nó chỉ tích tắc thôi tạo website thì đương nhiên là rất là dễ rồi thì tạo xong website thì làm sao để kéo được tất cả người xem qua cái website đó tham khảo mới là vấn đề thì thông thường ấy, thì khi mà đăng lên youtube thì họ sẽ up lên website trước up lên website để làm gì để kiếm tiền trên website sau đó hiên dịch qua youtube thì nó sẽ kiếm tiền ở hai nền tảng và nền tảng website và nền tảng youtube uh, website thì nó sẽ kiếm tiền thông qua quảng cáo anh em ạ. À? thì đó là cách mà anh em hiểu là nên làm website trước hay là youtube trước thì khi mà anh em xây dựng lên từ từ thì đối với vài trăm view hoặc là vài chục view ấy, thì anh em đừng có gọi là thất vọng nếu mà mình chia sẻ thật với anh em nếu mà anh em thất vọng thì anh em tốt nhất là nên nghỉ nên nghỉ ngay từ giây phút đó cho nó đỡ mất công hoặc là nó đỡ đỡ tốn thời gian nếu anh em không có một cái quyết tâm để làm bởi vì khi mà anh em đã lên vài chục view hoặc là vài trăm view rồi thì nó đang gọi là đi vào giai đoạn tăng trưởng cái gì nó cũng phải từ từ khi mà anh em đã bước vào giai đoạn tăng trưởng rồi thì anh em sẽ phải bức tốc để làm anh em vượt qua được cái giai đoạn đó mà khi mà anh em đã lên một ngàn view rồi khi đó đổ doanh thu về rồi thì lúc đấy thì nó gọi là không còn gì để nói nữa rồi anh em nhé nó không còn một cái gì để nói nữa thì lúc đấy thì anh em đã thành công trên bảng nguyện tranh cơ bản là thành công bước đầu ha còn uh, nếu mà muốn phát triển nữa thì anh em sẽ tự anh em làm anh em sẽ tự biết tại sao mình nói anh em tự biết bởi vì <laughs> lúc đó anh em làm lên rồi anh em sẽ phải phụ thuộc vào khán giả của anh em chứ không phải là phụ thuộc nhiều vào mình nữa khi mà anh em làm trong quá trình làm mình chỉ hỗ trợ anh em được từ những cái chi tiết nhỏ nhất như là chỉnh sửa cắt gọn từng video hoặc là cách thiết lập kênh hoặc là cách tạo kênh hoặc là nguồn video hoặc là làm sao để cho nó tối ưu một video và làm sao để cho nó hoàn thành một cái sản phẩm chuyện tranh nó ok một tí thì lúc đó anh em có thể làm lần một anh em chưa quen anh em có thể làm lần hai anh em chưa quen nhưng mình hướng dẫn anh em làm lần ba chắc chắn anh em phải quen và nó cũng chỉ có như thế thôi và việc làm như vậy mục đích là để kiếm tiền trên YouTube. Thì khi mà anh em quen rồi, lúc đó anh em sẽ vận hành cái kênh của anh em. Anh em sẽ vận hành kênh của anh em để anh em tương tác với khán giả và có thể là khán giả sẽ yêu cầu anh em đọc rất là nhiều chuyện khác nhau thì lúc đó là anh em bắt buộc là anh em phải tự làm, tự lập. Thì mình sẽ chia sẻ đến đó còn kênh bật kiếm tiền thì mình sẽ chia sẻ luôn cho anh em. Thì tất cả những kênh bật kiếm tiền của mình hoạt động đều tốt và mình xây dựng nó bằng cách như thế nào là mình có thể là xây dựng nó bằng cách lấy content xây dựng nó lên bất kể các cái chủ đề như là vlog game đặc biệt là mình sẽ xây dựng độc quyền ở cái video tất cả các kênh là đều độc quyền hết tức là mình sẽ xây dựng lên để cho nó đủ tất cả các cái điều kiện bật kiếm tiền đặc điều kiện của nó là một ngàn là người đăng ký anh em nhé không phải là những cái kênh mà vớ vẩn như là chạy chạy người đăng ký hay là chạy gì đó để nó tụt hết đâu anh em nhé có những có những anh em làm ở ở kênh mình thì sẽ biết được cái chất lượng của nó mục đích mình xây dựng cho anh em là để phục vụ anh em và mình một kênh đấy mình chia mình chia sẻ thật với anh em là không có lời lãi được bao nhiêu mình phải nói thật lời lãi chính là những anh em làm thành công anh em quay lại anh em chia sẻ doanh thu mỗi tháng có thể là tháng này được 5, 4 triệu, 3 triệu nhưng chia sẻ đôi 200 nghìn, 300 nghìn ủng hộ mỗi tháng. Đó là cái niềm vui anh em làm việc với nhau cũng như là cái niềm đam mê chuyện tranh anh em nhé. Thì nếu mà có vấn đề nào liên quan thì anh em nhắn tin thẳng vào Zalo cho mình để mình hỗ trợ anh em nhé. À, nói chung là mình vẫn đang trực Zalo hỗ trợ với anh em và trao đổi với những anh em làm chuyện tranh kể cả chuyện tranh hoặc là tất cả những vấn đề liên quan youtube và các lỗi anh em vẫn có thể là nhắn tin trao đổi bình thường không có một cái vấn đề gì mà đáng quan ngại để mà khó xử cả uhm, cứ không phải cứ không phải là tiền mới nói chuyện được hoặc hay là không phải là một cái vấn đề gì đó mới mới phải hỏi hay là chia sẻ được anh em nhé bởi vì trong quá trình mình hỗ trợ anh em ngoài cái Ngoài cái việc mà view kết nối cài phần mềm và chỉ anh em làm thì mình sẽ check tin nhắn và hỗ trợ cho anh em. Có thể những anh em nào mà nó những cái thắc mắc mà nó đôi khi trong video trong cái bộ video của mình làm dạy video của mình làm đó không có chia sẻ tới thì anh em thắc mắc anh em vẫn hỏi bình thường thì mình sẽ sẵn sàng chia sẻ cho anh em. À. Cảm ơn tất cả anh em và anh em đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ video anh em ha à chào tất cả anh em